Rồi chào tất cả mấy anh em nha. Xin giao lưu với anh em một voi hải châu lẻ lớn nha anh em. Gọi là bướm á. Cây có một cái bề đế thú cực kỳ đẹp mắt nha anh em. Hoành ngay cái cổ eo trên đầu góc này nè là hoành nó 55. Chiều cao từ mặt chậu lên là 52. Bề đế rộng từ đầu này qua hết bên kia luôn là 140 nha anh em. Rồi quay qua dòng này xem. Dòng này anh em ghép hải châu lẻ nhỏ nè. Về ghép rất ok nha anh em. Cây có một bộ đế rất đẹp. Cây rất là ok nha. Rồi anh em nào thiện chí thì giao lưu nha anh em. Chào anh em.